Cảm ơn các bạn đã đến với kênh ẩm thực của Yahoo Food. Thank you for your watching Yahoo Food channel. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món cá hương hoặc là cá đóng kho tiêu nha các bạn. Thành phần nguyên liệu chúng ta gồm có cái đen, mình sẽ có một ký cá hương với mình thì gọi là cá đóng này các bạn. Cái này đã làm sạch, rửa muối rất là sạch. Gia vị không thể thiếu ở đây là mình sẽ có đây là 2 muỗng canh tỏi và cái này sẽ là 5 trái ớt các bạn. Gia vị gồm có đường, muối, hạt nêm, tiêu và thành phần không thể thiếu là nước mắm này các bạn. Rồi mình bắt đầu đi vào sơ chế nguyên liệu. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh tỏi. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh đường. Một caramel rồi các bạn, bây giờ mình sẽ cho cá vào. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh hạt nêm, thêm 1 muỗng canh đường nữa các bạn, 1 muỗng cà phê tiêu. Đối với ớt mình sẽ cắt làm đôi này các bạn, 1 trái thôi các bạn. Và đây mình sẽ cho vào đây thêm 4 trái ớt. Và đây mình sẽ cho là 1 muỗng canh tỏi còn lại. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây 4 muỗng canh nước mắm. Tiếp theo mình sẽ cho nước lọc vào sắc mặt cá các bạn. Rồi cá kho đã chín rồi các bạn, bây giờ mình cắt tiếp. Clip của mình ở đây đã hết rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình thì bấm đăng ký, like, share, ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào các bạn.